Xin chào tất cả mọi người, lại là mình đây. Và hôm nay mình sẽ tô màu một bức tranh, đó là một ngọn lửa kèm thêm một cái hình trái tim ở giữa đấy các bạn ạ. Các bạn hãy cùng với mình tô màu bức tranh này nhé. Thì là mình đã hoàn thành xong bức tranh một ngọn lửa đỏ rực rồi đấy các bạn ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhé. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào các video tiếp theo. Xin chào.